vào ngày 27 tháng 10 Giá dầu Brent tăng 2,9% lên 90,5 đô một thùng do lo ngại xung đột gây gián đoạn nguồn cung. Giá vàng giao ngay, công cụ trú ẩn được ưa chuộng trong thời kỳ biến động, cũng vượt 2.000 đô một ounce lần đầu tiên kể từ giữa tháng 5. Nhà đầu tư ngày càng lo xung đột lan rộng vài ngày qua, sau khi Mỹ đưa thêm vũ khí đến Trung Đông. Israel cũng tấn công các mục tiêu ở Gaza và các nhóm vũ trang ở Lebanon, Syria. Tình hình ở Israel đang gây ra nhiều lo ngại. Randy Frederick, giám đốc giao dịch và phái sinh tại Sarkis Swap, nhận xét một số nhà đầu tư cho rằng xung đột lan rộng sẽ kéo nhu cầu mua trái phiếu chính phủ Mỹ lên cao, từ đó gây sức ép lên cổ phiếu và các tài sản khác. Chỉ số S&P 500 đã giảm hơn 10% kể từ khi chạm đỉnh gần nhất cuối tháng 7. Nhà đầu tư tuần này cũng chú ý đến phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày của Fed. Cơ quan này được kỳ vọng dừng nâng lãi để tiếp tục đánh giá tác động của các đợt tăng trước lên nền kinh tế.